tàu kéo này chắc chạy máy 6 quá. Xin chào quý khán giả, Từ Siêu đã có mặt tại thành phố Phan Thiết. Chút nữa đây Từ Siêu sẽ quay những gì hay nhất cho quý vị xem. Ở đây là mình sẽ đi chiếc tàu đỏ này nè, ra ngoài đảo Phú Quý. Thì trên đường đi có cái gì hay thì Từ Siêu sẽ quay lại cho quý vị xem. Cảnh này thú vị lắm nha, sẽ dùng hai chiếc tàu kéo nó ra, chờ xem nha. Hiện giờ chiếc tàu kéo này kéo cái chiếc ghe ốc để tránh chỗ khác. Nước hiện giờ thì đang lớn lên, nhưng mà theo lịch trình nó là 9 giờ tàu phải chạy. Mỗi vùng mỗi khác ha. Chiếc này người đánh ốc nghe quý vị. Tàu kéo này chắc chạy máy 6 quá. Dễ thương ha, thiết kế cabin phía trước. Quá wow, tội nghiệp nhỏ không. Kéo ra tránh đường. Wow. Xong rồi đó. Bây giờ lại đây kéo chiếc chắn kha này ra nha. Chờ xem mấy anh biểu diễn. Chiếc này bề ngang nó 4 mét mấy à. Chiếc này bề ngang 4 mét mấy. Từ hàng kia trông tôi. Từ hàng kia. Tiếng máy hồi nãy mình nghe tiếng máy Cumin đó. Mà không biết Cumin mấy thôi. Đó, thấy dây quá. Kéo cái mũi. Kéo mũi nó ra nha. Dịch mũi ra. Hiện giờ đang chờ cái chiếc ghe ốc đó chạy ra khỏi cạn. Chiếc này bề ngang nó 5 mét mấy nha quý vị. 5 mét mấy ngang. Cũng mấy chục thuyền ốc đó. Và Bình Thuận 96849 TS. Cạn. Phải nãy chiếc tàu kéo chạy lại kéo ra luôn cho rồi, đỡ mất thời gian. Cũng đang bường ra nè. Tội nghiệp cái máy không. Cố lên anh ơi, cố lên. Chờ xem nha, màn thú vị. Gán bường. Ok, im. Được rồi quý vị ơi. Quá mừng.
Rồi, thuyền trưởng kêu mở dây nha. Kéo ra, kéo ra. Em ơi, thẳng luôn em. Rồi, ra từ từ nha. Mình đứng ở dưới tàu cho nên là không quay được toàn cảnh phía bên trên à, bởi vì xem cũng tưởng tượng chút xíu nha. Có mình quay à. Mấy chiếc thúng nhỏ nhỏ nhìn dễ thương quá. Rồi hư máy rồi nè, chiếc nhỏ này nè, kéo vô. Đây nó hơi cạn nha quý vị. Cảnh đẹp quá Vy ơi. Bắt bọc ngay giữa luôn cái đi. Mắc cạn rồi nè. Lòi nguyên chân dịch luôn thấy không? Lâu lắm rồi từ siêu không cái đảo Phú Quý. Giờ thay đổi nhiều lắm quý vị ơi. Mấy năm rồi đó. Xong nhiệm vụ. Wow. À, sóng lên rồi đó. Tàu này chạy 2 mấy lý nha quý vị. Mà mình không biết tốc độ bao nhiêu thực tế thôi. Từ siêu xin được vô phòng thuyền trưởng rồi quý vị ơi. Ở đây mấy anh đang vận hành tàu. Máy móc hiện đại luôn. Rồi có camera luôn. Đây anh thuyền trưởng. Anh có thể cho khán giả biết là chiếc này chạy khoảng nhiêu lý không anh? Tốc độ 28 nốt đấy. Dạ, 28 lý ha. Dạ. Này chạy khoảng bao lâu mới tới đảo Phú Quý anh? 2 tiếng 15 phút ha. Dạ. Thời tiết ổn định thì 2 tiếng 15 phút. Yeah. Thời tiết gió thì 2 tiếng 30. Dạ. Yeah. Em thì bên tàu thuyền em thích lắm. Cho nên thì em cũng muốn quay để cho khán giả xem trải nghiệm á. Dạ. Yeah. Em cũng chúc anh em ở đây sức khỏe thật nhiều. Dạ. Yeah. Cảm ơn anh. Bạn vẽ ở đây. Hệ thống đầy đủ ha. Đẹp quá. Cái này nó hơi nhanh hơn không? Nhanh giờ. Hiện giờ cái bên đây là từ xưa thấy chiếc ghe đánh lưới. Nó đang làm gì đây? Ghe này ghe đánh lưới nha. Nó tạ
Này là đang bao lưới nha quý vị. Bao lưới ngày gần bờ. Nguyên dàn lưới của nó đó. Bao bên đó đó. Kế bên luôn ha. Wow, phía xa xa đằng kia là khu resort kìa. Quá đẹp. Cảnh phải nói là đỉnh luôn. Bình Thuận 9488TS. Cặp đầu cặp đuôi đẹp. Hiện giờ tàu đã cập cảng rồi. Hôm nay sóng gió quá quý vị ơi. Đi hơi mệt. Thank you.